Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa thứ tư ngày 22 tháng 11 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 6. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 7, 6. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0874, 1591, 7824. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3572. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 86536, 36660, 72219, 77764, 55360, 23559, 03654. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 82050, 85104. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 58544. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 35237. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 207691. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 207691.